Công ty bất động sản Danh Khôi Việt vừa tổ chức chương trình tham quan và ký kết triển khai giai đoạn mới của dự án nhà phố biển Paragras với sự tham gia của hơn 400 chuyên viên tư vấn tại Wyndham Grand Canyon Paradise Cam Ranh. Trong khuôn khổ sự kiện, Danh Khôi Việt đã ký kết với hai tổng đại lý là GM Holdings và DKRV Sài Gòn, đồng thời ký hợp tác cùng ngân hàng OCB để hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua nhà tại Paragras. Ngoài ra, DKRV và Wyndham Grand Canyon Paradise Cam Ranh đã ký hợp tác xây dựng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sở hữu nhà phố biển Paragras trong giai đoạn này. Dự án nhà phố biển Paragras thuộc đại quần thể đô thị giải trí nghỉ dưỡng Canyon Paradise có quy mô 800 hectare và nằm liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh. Dự án có hơn 5 km đường biển thuộc bãi dài Cam Ranh. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn bậc nhất tỉnh Khánh Hòa. Sau thời gian chỉnh chu hạ tầng, hoàn thiện cảnh quan, giai đoạn này DKRV chính thức triển khai giai đoạn bán hàng nhà phố biển xây sẵn và được xem là thời điểm đầu tư bền vững vào nhà phố biển Paragras. Với những gì chủ đầu tư đang triển khai dự án và cái tốc độ phát triển cũng như hoàn thiện các tiện ích hạ tầng của dự án thì tôi tin rằng 5 năm sau thì đối với dự án sẽ trở thành một trong những cái điểm đến của thế giới đó về nghỉ dưỡng cũng như là những cái người mà họ sở hữu những cái dòng sản phẩm như nhà phố ở đây sẽ là một cái cơ hội cho cái giá trị gia tăng bất động sản cho nhà đầu tư cũng như là sẽ có những cái người an cư ở đây sẽ có một cái cuộc sống rất tốt và rất là tiện nghi. Tôi thấy rằng là ở Canyon Paradise là một lợi thế, là một điểm mạnh mà trong tất cả các dự án tôi đã từng bán thì chưa có cái dự án nào mà gọi là nó tuyệt vời như vậy. Với tất cả các cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện rồi, khách hàng mà mua ở đây là giống như là được thời vận họ tới vậy đó, họ được hưởng một cái nơi nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Bởi vì nếu mà nói về tiện ích về mọi thứ thì nó đã có sẵn hết rồi. Và một cái dự án bất động sản mà bao gồm là biển, golf và sân bay thì thật ra là tất cả các dự án bất động sản hiện nay trên thị trường đó đều chỉ có một lợi thế thôi. Nhưng mà ở đây nó lại tới ba lợi thế rồi. Cho nên đây là một điều rất là tuyệt vời mà tôi cảm thấy rằng tôi rất tự tin để phân phối sản phẩm nhà phố biển Paragras. Dự án nhà phố biển Paragras Canyon Paradise được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Canyon Cam Ranh. Đây là đơn vị có thành viên tham gia góp vốn lớn nhất là công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Gold Long Thành với tiềm lực vững mạnh và tầm vóc lớn. Bên cạnh đó, công ty này còn có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là bất động sản Gold. Tiêu biểu có thể kể đến như sân Gold Long Thành, sân Gold Long Viên. Có thể thấy, nhà đầu tư tiềm lực sẽ tạo được sản phẩm mang giá trị bền vững với tầm vóc quốc tế và Canyon Paradise là dự án mà chủ đầu tư đang đặt vào rất nhiều tâm huyết. Theo các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, Canyon Paradise xứng đáng trở thành điểm đến quốc tế với các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đa dạng. Và mới đây, Canyon Paradise còn được vinh danh là dự án nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất năm 2019. Nhà phố biển Paragras là phân khu bất động sản đầu tiên của Canyon Paradise được triển khai. Phân khu này liền kề các thương hiệu đẳng cấp quốc tế đã hiện hữu như Villa Triệu Đô, Wyndham Canyon Paradise Cam Ranh sắp khai trương hay Sun Gold 27 lỗ Canyon Goldling. Sân Gold này đã được đưa vào sử dụng từ năm 2018 và nhiều năm liền được bình chọn là sân Gold mới tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương. Hiện tại, nhiều hạng mục hạ tầng của Canyon Paradise vẫn đang được triển khai đều đặn và chỉnh chu. Đặc biệt, trong năm 2019, dự án Canyon Paradise đã có chủ trương phê duyệt xây dựng casino. Đây là casino quốc tế đầu tiên của Khánh Hòa. Với việc sở hữu sân Gold, biển, casino và nhiều thương hiệu đẳng cấp cùng vị trí độc tôn liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, Canyon Paradise mang đến giá trị gia tăng bền vững cho các phân khu bất động sản trong dự án. Nổi bật nhất có thể kể đến là nhà phố biển Paragras. Nhà phố biển Paragras có pháp lý sở hữu trọn đời với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh. Đặc biệt trong giai đoạn này, khách hàng mua nhà phố biển Paragras được hưởng chính sách thanh toán ưu đãi trong 6 năm chỉ từ 56 triệu đồng một tháng, nhưng chỉ sau 3 năm là nhận nhà. Ngoài ra, đối với những khách hàng mong muốn nhận nhà sớm hơn, sẽ có chính sách thanh toán nhanh trong 20 tháng. Hiện tại, bãi dài Cam Ranh đã có hơn 10 dự án resort 5 sao đi vào hoạt động và đường Nguyễn Tất Thành đang được triển khai mở rộng. Bên cạnh đó, những chính sách phát triển kinh tế du lịch của Khánh Hòa và sự hình thành nên đặc khu kinh tế Vân Phong sẽ mở ra cơ hội phát triển bền vững cho bất động sản bãi dài Cam Ranh cũng như nhà phố biển Paragras.